lại nữa này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của sắc là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của thọ tưởng hành thức là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì tánh khó suy lường của sắc thì chẳng phải là sắc vì tánh khó suy lường của thọ tưởng hành thức thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của nhãn xứ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của nhi tĩ thiệt thân ý xứ là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của nhãn xứ thì chẳng phải là nhãn xứ, vì tánh khó suy lường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của sắc xứ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của thanh hương vị xúc pháp xứ là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của sắc xứ thì chẳng phải là sắc xứ Vì tánh khó suy lường của thanh hương vị xúc pháp xứ thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa Chẳng hành tánh khó suy lường của nhãn giới là hành bát nhã ba la mật đa Chẳng hành tánh khó suy lường của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc Cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của nhãn giới thì chẳng phải là nhãn giới, vì tánh khó suy lường của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của nhĩ giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc. cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lượng của nhĩ giới thì chẳng phải là nhĩ giới, vì tánh khó suy lượng của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của tĩ giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của tĩ giới thì chẳng phải là tĩ giới, vì tánh khó suy lường của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của thiệt giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của thiệt giới thì chẳng phải là thiệt giới. Vì tánh khó suy lường của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của thân giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tánh khó suy lường của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tánh khó suy lường của thân giới thì chẳng phải là thân giới, vì tánh khó suy lường của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra này xá lợi tử nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của ý giới là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tánh khó suy lường của pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa vì sao? Này xá lợi tử, vì tánh khó suy lường của ý giới thì chẳng phải là ý giới vì tánh khó suy lường của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thì chẳng phải là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra.